Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình có nhận sửa một cái võng nội 2 trong 1 này. Đấy, cái võng này thì cái này của mình nó thiết kế rất đơn giản các bạn. Đây, nó gồm có một cái củ nguồn này. Đấy, vào cái này, củ nguồn này là cái bộ phận để cấp nguồn nuôi cho cái võng này nhé các bạn nhé. Để xem nào. Đây, đấy, các bạn thấy không? Đấy, khi mình chỉnh cái này nó sẽ tốc độ tay thay tốc độ tốc độ này. Và cái này nó sẽ là bộ đưa cái cần võng đi này, đưa qua đưa lại võng này. Đấy, thì cái này nó hoạt động ra làm sao? Đây, trước tiên mình sẽ rút ra nhé, rút củ nguồn này ra. Củ nguồn chỉ là cấp nguồn thôi. Đấy, đây là bên trong nó các bạn nhé. Bên trong cái máy này này, nó bao gồm có một cái motor thôi, chỉ có một motor thôi các bạn. Và nó được tặng kèm 2 cái dây cu loa để đề phòng nếu mai các cái dây cu loa bị đứt này các bạn. Đấy, motor nó quay sẽ làm chuyển động các cái bánh này các bạn thấy không? Đấy, và làm và bắt đầu nó làm thay đổi cái này này, làm thay đổi trục này. Đấy, bên trong đây là cái jack cắm nguồn ở ngoài vào này, cắm nguồn sẽ cắm vào chỗ này. Đấy, jack này sẽ đi vào công tắc này. Thì vào công tắc này, khi ta tắt bật cái công tắc này này thì nó sẽ cấp cái nguồn, một đường nguồn đi thẳng vào motor các bạn thấy không, một đường dây này, một dây nguồn đi thẳng motor này. Đây này, dây này, một dây này đi vào công tắc này, qua công tắc này nó qua một chở 2,2 ohm, 3,3 ohm, chở 3,3 ohm thì bắt đầu đi vào motor để nó làm gì, hạn dòng, đề phòng trường hợp mà motor này nó bị chập này hoặc nó nặng quá tải sẽ đứt con chở đi nhá. Con này nếu mai ví dụ còn chết này các bạn thì nó tắt được này. Đấy, thì để sửa con này nếu mai các bạn chỉ cần cấp cho mình một cái nguồn 12V vào, đúng không? Đo xem nguồn, trước tiên là mình cắm cái củ nguồn mình vào này. Đấy, mình cắm vào đây và mình đo xem có 12V ở 2 cái cọc ngoài cùng này hay không. Đúng không? Đấy. Nó chạy được từ 9 đến 12V các bạn. 9, 8 lên tận 12V. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái máy cấp nguồn nhé. Các bạn hãy nhìn thấy này. Bây giờ mình đang chỉnh cái máy cấp nguồn này đang ở cái mức là 12V nhé, 12,1V. Cấp vào đây này. Mình kẹp vào. Mình kẹp vào 2 dây motor này. Nếu mà motor quay thì là máy nó hoạt động nhé. Đấy, các bạn thấy không? Motor quay này. Tắt bật đằng trước này. Nếu như mình mà nghi ngờ mình test motor, mình chỉ kẹp trực tiếp vào đây thôi, kẹp trực tiếp 12V vào đằng sau điện trở thôi này. Đấy là nó đã quay rồi. Còn nếu mình kẹp qua đây thì mình sẽ test được cả công tắc để xem công tắc có hỏng hay không này. Đấy. Khi mà mình muốn thay đổi cái tốc độ lật quay đu võng thì mình chỉ việc giảm cái phố vôn đi bạn nhìn này. Bạn nhìn nhé. Đấy, bạn thấy không? Đấy, xuống khoảng độ 6V là nó bắt đầu quay rất là chậm như này. Đấy. Nếu mà mình giảm nữa thì sao? Để mình giảm nữa này. Đấy, còn khoảng 4V này. Giảm còn 3V này. Đấy. Thực ra cái củ nguồn này của mình chỉ là cái bộ để thay đổi cái mức nguồn ra thôi, để cấp cho cái motor thôi. Nha các bạn nhé. Nào, tắt đi nào. Tắt đi này. Đây có một cái dây cu loa này các bạn này. Đây một cái dây cu loa này. Ở bên dưới này cũng có một cái dây cu loa này. Cái này tháo ra, các bạn tháo ra bằng kim nhé, các bạn tháo ra. Bên dưới này có một dây cu loa, bạn thấy không? Đấy. Đấy. Đơn giản thôi mà. Nhưng mà cái dây đứt thì các bạn có thể nối vào. Cái này bạn nào mà đam mê cơ khí các bạn có thể tự chế cho mình cái được. À, bật này, vặn này này. Bạn thấy không?
quay độ cao hơn này, cao hơn nữa này. Đây là chế độ max của nó này nhé, mình thử xem cho max là bao nhiêu vôn nhé. Xem mình đo thử xem là max là nó ăn khoảng bao nhiêu vôn nhé. Đây mình đang bận max này. À max con này có 9 vôn này các bạn. 9 đến 10 vôn, 10 vôn ấy. Và bình thường mình cho thử thấp nhất xem bao nhiêu vôn ấy. Thấp nhất này. Thấp nhất nó rơi khoảng độ 9 vôn các bạn. Nhưng mà đây là chưa có tải nhé. Nếu có tải thì mình sẽ cao hơn một chút. Này, nếu mà có tải mà nặng này nó sẽ cao hơn một chút này các bạn. Rồi. Vậy là đây là toàn bộ cái cấu tạo của cái máy đu võng này. Các bạn chia sẻ các bạn. Bạn nào về có thể là thích thì có thể sáng tạo cho mình một cái. Nha. Máy này bây giờ nó cũng tương đối rẻ mà. Đấy. Các bạn có thể làm một cái máy sản xuất ra một cái máy công suất lớn hơn chẳng hạn. Bằng cái nguyên lý như thế này. Mình phải thay động cơ to lên một chút này. Con máy này của mình là mình nhận được là nó không, điện này có này. Nhưng mà nó không quay. Bật nó không quay. Là do dây Cura nó bị tuột nha các bạn nhé. Tuột dây Cura. Thì đầu kia còn mình gắn lại là xong. Rồi, chúc các bạn là xem xong thì là rút được một chút kinh nghiệm cho mình nhé. Mà các bạn thể biết đâu lại chế được một cái sản phẩm giống như thế này nhưng công suất lớn hơn. Đúng.